Hello, xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em và chị Thục Ngân vlog 1 sẽ đưa cả nhà đi đến một ngôi nhà thờ Bác Hồ. Đó là ở huyện Phung Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên nha. Bây giờ mình sẽ cùng đi thẳng tiến lên Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Bây giờ let's go thôi. Hành trình của hai chị em bắt đầu. Thì lên đó thì rất là vui nhé cả nhà, trải nghiệm và khám phá cuộc hành trình này rất là hay và tuyệt vời. Bắt đầu thôi.
là mình đã đến nhà thờ Bác Hồ. Đây, Ngọc đang đi vô. Ngọc đang chào mọi người đi. Chào cả nhà. Ơi, thẳng tiến. Thành tiếng vô phòng. Đây, hình như trong này cũng đang có du khách đến nhà thờ Bác Hồ ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Chỗ nha, đưa tay tới. Có cây cối rất là nhiều, ở đây còn có du khách. Rồi đi qua bên đây chị xem cái bảng di tích này. Di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây ngày 9 tháng 9 năm 1969, tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Phú Yên, các đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh cùng cán bộ và nhân dân các dân tộc vùng căn cứ Sơn Hòa đã lập nhà thờ và tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Phú Yên đối với vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sơn Hòa quyết định xây dựng lại di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Công trình hoàn công vào ngày 2 tháng 9 năm 2003. Rồi, đi thẳng nha. Đi thẳng thôi. Cây rất là đẹp. Có vài du khách. Chào chú. Đi tới đây em. Coi nha, mấy cái bực nó không có bực mà mấy cái miếng bê tông nó bị gỡ lên hết rồi. Đây là cái gian nhà thờ Bác nè. Mình vô đi thắp hương nè. Thưa chị, đi tham quan nha chị. Dạ. Rồi, đi đây. Đi vô này, em đi lên bậc này. Em đi với chị đi quay cho. Rồi, đi lên. Nữa. Nữa. Rồi. Nữa. Rồi, đi vô, đi thẳng vô. Đi vô trong luôn để thắp hương luôn. Thắp hương Bác Hồ luôn. Trong này đây là di tích quốc gia, đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh nè. Em cầm máy cho chị lấy nè, chị lấy nha, cầm chị lấy, chị lấy nha, lấy nha, cầm lại nha, thu lại. Chị Thục Ngân đang đốt nhang cho bác nha. Trời đang mưa nhé cả nhà. Chắp tay vái bác đi, đứng thẳng tới trước, thẳng tới trước á.
quay quay mặt thẳng tới trước đó, đúng rồi, Bác Hồ phù hộ cho Ngọc Đan. Rồi đây em đưa chị cắm cho. Rồi Tiếp tục đi tham quan thôi. rồi tiếp tục đi tham quan thôi. Một hết. Đi qua phía bên này, quay bên phải bên này, bên tay trái này có một cái vườn rất là đẹp này. Đi thẳng ra trước. Từ từ bật nữa nha. Rồi. Tham quan vườn cây xung quanh cái khu nhà thờ của bác. Đúng không chị? Trời không có nắng lắm nhưng mà để sang cầm. Trời không nắng nhưng mà mình giữ an toàn. Giữ an toàn không để quên hơn. Rồi, tham quan vườn cây. Vườn cây phía sau rất là đẹp luôn. Mình đi hết một vòng luôn rồi đây. Khu nhà thờ, cái cách xây dựng cũng rất là giống với cái nhà thờ bác ở Vinh ở Làng Sen. Hồi đó chị đừng có ra 2008 chị đừng có ra. Cái gì mình đi Nghệ An ha. Rồi Làng Sen quê bác. Ok. Mai mốt dặn tiền dư cấp rồi đi ha. Dạ. Ô có cái bụi hoa cẩm tú cầu đẹp quá này mà. Ở Hoa trên đẹp. này khí hậu rất là mát mẻ cho nên Hoa đẹp. là trồng được hoa tú cầu nè em. Trời ơi đẹp lắm Đăng ơi. Wow. Cực kỳ đẹp luôn. Một lát nữa là chụp hình hoa. Giờ đi tham quan chút rồi giờ đi đi chụp tham hình. quan, lát nữa chụp hình không để mưa. Đi hết một vòng luôn. Trên này có một năm là cũng tổ chức hội trại, thường thì đoàn thanh niên họ cũng hay lên đây tổ chức hội trại nhân mấy cái dịp như là ngày sinh nhật bác hay là ngày sinh nhật đoàn á, cũng hay tổ chức ở trên này á. Phía trước của khu nhà thờ có một cái vườn cây là công trình của đoàn thanh niên. Vườn cây tùng rất là đẹp. Các tôn là không chiêu quá. Chính chưa? Chị thì đi quay, em thì đi chụp đi.
Rồi, quay qua phía bên tay tay phải, đúng rồi, đó, đó. Ông chụp xấu vậy ông chết với tôi. Chụp nữa không? Để lại chỗ cái vườn cây. Ra thêm cây ở ngoài này đẹp quá. Thấy cây nó mát. Rồi có cây mận này. Cây mận nó trái luôn kìa. Ngồi đây, ngồi dưới đi. Cây này đắt đỏ. Đó, ông ngồi dưới đi, tôi quay cho. Trời, người ta trồng hoa cẩm tú cầu. Trên này khí hậu mát mẻ cho nên hoa cẩm tú cầu nó phát triển nó rất là đẹp. Trên này mát mẻ thiệt khí hậu rất là mát mẻ luôn, nó giống như người ta mệnh danh là Đà Lạt hai mà nó mát như Đà Lạt, ban đêm người ta nó ngủ là lạnh lắm á. nên đây khí hậu thấy nó cũng lạnh lắm. Ở đây có cái vườn người ta trồng hoa cẩm tú cầu này. Đẹp ghê luôn. Mình rất là thích cái hoa này. Đặc biệt thích cẩm tú cầu. Mà đem về nhà trồng mấy lần thì không có được. Cái hoa này mình đem về dưới tia hoa mình trồng là chết liền. Nó không có ra hoa. Nó nắng nó đang à. Nắng nó không có ra hoa mà trên này mát mẻ thì nó mới phát triển, nó mới ra hoa. Ở phía dưới thì có một cái vườn cây này rất là mát. Bây giờ mình lên trên này nhiều nhưng mà mình cũng ít có đi dạo. Ra cái sân. Và hôm nay làm lễ thắp hương cho bác rồi đi. Thường hay ngày lễ cho nên là xe vắng. Hai chị em mình đi toàn là lựa ngày vắng người để đi. Trốn nhiều vắng người. Rồi. Rồi là đang ra đây rồi mình chào ha. Chào rồi kết thúc video ha. Rồi đứng trước đây. Rồi đứng trước luôn. Chuyến hành trình nha, nói là chuyến hành trình đến thăm nhà thờ Bác Hồ của Ngọc Đan đến đây là kết thúc. Rồi quay lại, quay lại. Rồi, nói đi. Rồi, hôm nay chuyến hành trình đến thăm đến thăm nhà thờ Bác. Nhà thờ Bác đến đây là kết thúc như thế nha. Hẹn gặp lại video lần sau ạ. Xin chào. Xin chào.